Cho tôi đến thời điểm này thì đội tuyển Việt Nam tập trung vào chuyển đổi quân số, thì hiện tại những bài tập mà giáo án đã đưa ra có khác khi mà đội tập trung lúc đầu hay không? Khi mà đủ quân số thì các bài tập của bác nó sẽ nâng cao hơn nữa à. Giống như là các bài thể lực của tụi em sẽ tăng cường lên nhiều hơn nữa. Bóng nữ thời gian gần đây thì bác đã trẻ hóa rất là nhiều, thì lần đầu tiên lần này thì có sự vắng mặt của chị Quỳnh Như cũng giống như cầu thủ trẻ Thanh Nhã, còn đội thì vẫn tích cực tập luyện. Giống như là các vị trí đó thiếu hụt thì bác sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ, thì các em trẻ bây giờ lứa kế cận của đội tuyển nữ Việt Nam thì lên cũng bắt nhịp và hòa nhập cùng đội rất là tốt. Bọn em đang từng ngày để hợp nhau. Tại trận giao hữu sắp tới, tại Trung Quốc ấy, thì là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những đối thủ đã từng gặp như Uzbekistan ấy. Thì đánh giá như thế nào về trận giao hữu sắp tới, nhất là đối thủ đã từng gặp? Uzbekistan thì tụi em gần đây nhất là cũng đã sải chân với nó một trận, thì gặp lại đối thủ đó thì tụi em sẽ toàn đội cũng như toàn đội sẽ quyết tâm và giống như là thi đấu hết mình, cũng giống như là sẽ quyết tâm thi đấu với đội. Và giao hữu này cũng giống như là một bước ngoặt để cho tụi em chuẩn bị cho năm 2025, thì toàn đội sẽ cố gắng làm hết sức. Đối với cá nhân Đức thì sau cái giải đấu của khi mà đăng quang cái giải đấu vừa rồi phải giải tiên tin đúng không? Đó cũng phải là một điều kiện thuận lợi để em có thể thi đấu tốt cho trận đấu sắp tới cho đội tuyển Việt Nam hay không? Qua giải đấu vừa rồi thì tụi em cũng có thi đấu cọ sát với tất cả các câu lạc bộ nước ngoài, thì bản thân em cũng như là mọi người cũng có thêm thể lực, thì sẽ cố gắng và giống như là được thi đấu nhiều thì tụi em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Và giải sắp tới thì em nghĩ là em cũng như toàn đội sẽ mọi người sẽ có thể trạng tốt nhất và thi đấu thật tốt cho giải đấu.